mùa nước nổi ở miền tây là khoảng thời gian đặc biệt trong năm với bao món ngon dân dã và những đặc sản làm say lòng người nếu bông súng mắm kho đậm đà cá lóc nướng trui ngọt thơm khó cưỡng thì canh chua cá linh bông điên điển là món ăn mang hương vị ngọt thanh giản dị mà thoảng mùi hương đồng gió nội miền sông nước có thể nói ai đến miền tây mà chưa thưởng thức món ngon này thì quả thật là điều đáng tiếc để có món canh chua cá linh thơm ngon, người đầu bếp phải kỳ công chuẩn bị nguyên liệu. Khi chọn cá thì phải chọn cá thật tươi, đều nhau và chắc thịt. Những con cá linh tươi ngon béo ngậy sẽ được đầu bếp nấu với nước me và bông điên điển. Sự cẩn thận trong mỗi bước có vai trò quan trọng quyết định chất lượng của nồi canh chua cá linh có chuẩn vị hay không. Rồi chúng ta sẽ nêm gồm có là một nửa muỗng muối nè. Rồi nửa tùy theo người ăn bụng ngọt ít hay nhiều thì theo anh thì bỏ thêm một chiếc của bột, bột ngọt và hai muỗng đường nè nếu có người thích ăn cà no thì chít cà no vô đó rồi rồi cảm ơn nguyên nhiều nha rồi me mình sẽ chế một lượng cho là hai giá me nè nước rồi trong khi sôi nữa thì mình sôi thiệt là sôi á mình sẽ bỏ cá linh vô là nó không bị tanh mà thấy gì theo mùa nếu mà ngon thì nấu với đen điển là ngon nhất còn nếu mà có bạc hà thì em có bạc hà còn không có bạc hà thì em em bỏ bông bông súng hay là gặp sơ đũa chỉ trồng chốc lát món canh chua cá linh nóng hổi thơm ngon thêm một chút nước mắm ớt đã làm sao xuyến thực khách mỗi khi có dịp ghé qua